người đã không kỳ vọng thì bạn đã không được đạt được mục tiêu trong cuộc đời. Những ánh mắt coi thường của người ngoài, đôi khi là của chính gia đình, bạn đã từng thất bại nhiều trong mục tiêu. Và các bạn ngày hôm nay cũng phải được hiểu quá xa, bao nhiêu rồi bạn không mua cho cha cái.